Bạch sư, con thành thật sám hối với sư khi con hỏi về vấn đề này. Bạch sư, sư nghĩ sao về việc có những bạn đem giới luật của Nam Tông để phỉ báng các thầy? Sư đầu tiên là sư phải nói trước là luật á, là Nam Tông hay Bắc Tông đều như nhau. Đừng nghĩ là luật Nam Tông 227 giới, luật Bắc Tông 250 giới là nó khác nhau. Xin thưa, nó như nhau. Cái khác á, là khác ở những tội nhỏ nhặt. Ví dụ như những cái tội tác ác á. Ví dụ như vậy là ở Bắc Truyền á, ở Bắc Tông á, có cái lỗi là không có ăn ở nơi bảo tháp, nếu ăn thì phạm tác ác. Thì Nam Tông không có, nhưng xét thì nó cũng có lý thôi, cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa có một số tội tác ác mà ở Nam Tông á, không có gom vào ở trong cái luật. Chứ còn nếu gom vào thì cũng chắc cộng thêm được vài chục nữa. Cho nên nói về luật á, là cả Nam Tông lẫn Bắc Tông là như nhau. Cho nên cái nhận xét là đem luật của Nam Tông để chỉ trích, để phỉ báng các thầy, cái đó không đúng nha. Luật là như nhau. Đương nhiên là có đúng và có sai. Vì có người trục lợi bản thân, lừa dối Phật tử. Nhưng cũng có những vị thầy gieo duyên các bạn trẻ ngoài xã hội, cũng có tính chất quậy để về chùa làm công quả, cúng dường, nghe pháp và hành thiền. Vì con cũng là một đứa nghiệp dày phước mỏng, cũng bắt đầu đi chùa và dần dần nghe giáo lý từ đó. Dù con vẫn chưa đủ trí tuệ để hiểu biết, vì con nghĩ giới trẻ tụi con ít người đủ phước dày để bắt liền nghe được nước cất tinh khiết. Vì gần con rất nhiều người như vậy, đến cổng chùa họ cũng không bước vào, không chịu bước vào, kêu đi chùa là sân. Thì cái này á, nó giống như đạo, cái này là sư mượn một cái bài viết của sư Giác Nguyên. Ở thế gian á, nó có âm có dương, có mặt trời á, thì cũng có mặt trăng. Có những người á, họ không chịu nổi ánh sáng, ánh nắng gay gắt của mặt trời, thì thôi họ chịu, họ hưởng ánh sáng của mặt trăng vẫn tốt vậy. Tức là chịu mặt trăng á, bản thân nó không có phát sáng, mà nó là cái sự phản quang từ ánh sáng mặt trời. Không biết có gì biết chuyện đó không? Tức là mặt trời chiếu vô mặt trăng, rồi mặt trăng sáng lên. Nhờ vậy á, mà ở dưới đây á, mình hưởng, tức là ánh sáng đó là một ánh sáng nó qua, đã qua một cái lớp rồi. Thì có những người họ chịu không nổi ánh sáng mặt trời, thì họ chịu, họ hưởng ánh sáng mặt trăng cũng tốt vậy. Cho nên những ai chưa có đủ năng lực, chưa đủ khả năng nghe những lời thật, những cái lời nó hơi chối tai, những cái lời nó quá thẳng của các sư, thì quý vị có thể lựa chọn một phương pháp mềm hơn ở các thầy, thì thôi nó cũng tốt vậy, nó cũng gieo duyên. Thì sư cũng đồng ý với cái quan điểm đó. Tuy nhiên á, cái gì thì nó cũng có chừng có mực thôi. Cái quan trọng á, là mình biết được cái chừng mực. Chứ còn mình nghĩ là mình độ đời, nhưng mà coi chừng á, cái này sư cũng mượn lời của Hòa Thượng Bửu Chánh. Tức là mình độ đời mà mình đợi đồ thì hóa ra là đời nó độ. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.